Chào cả nhà nha. Bữa nay thì mình chia sẻ cho cả nhà cái cách bào rau muống mà mình khỏi cần mua dao bào, mình chỉ dùng dụng cụ ở trong nhà mình có sẵn thôi mà mình bào rất là nhanh luôn. Rau muống này là rau muống đồng. Rau muống này thì nó hơi cứng hơn là rau muống hạt một tí xíu nhưng mà ăn cũng rất là ngon, cũng rất là giòn. Rau muống này là của chị Hai mình, hôm qua chị hái chị cho nè. Trước khi mà bào thì mình tước hết mấy cái lá bỏ gì nè. Cái đọt đó thì mình cũng ngắt luôn, mình chừa cái cọng cho nó thẳng như vậy là thì mình bào nó dễ á. Mình hái hoặc là mình mua thì mình lựa những cái sợi nó dài như gì nè mà nó thẳng như gì nè thì nó mới giòn. Thì mình cứ tước hết này còn thẳng như vậy là rau muống này á, mình lặt như vậy nè, mình làm dưa hoặc là mình bắp giấm gì cũng ngon hết trơn. Nếu mà mình làm dưa thì mình cắt ra khúc như vậy nè, mình cắt khúc vừa ăn. Còn cái này mình bào thì mình để dài như vậy để mình bào cho nó dễ á. Mình bào sẵn gì nè, mình để trong ngăn mát tủ lạnh đó. Khi nào mà mình dùng thì mình lấy ra thì nó rất là nhanh luôn. Rồi thì mình lặt hồi nãy giờ cũng đã xong rồi nè. Bây giờ mình đem rửa lại, tại vì khi mà mình hái ở ngoài động vô nó có khi thì cũng bị dính bụng đồ này kia đó, thì bây giờ mình sẽ rửa lại cho thật là sạch. Và trước khi mà mình bào thì bây giờ mình sẽ làm một cái thao nước nha. Cái thao nước này thì mình sẽ dắt vô đây là hai cái tắc để cho rau muống của mình đừng có đen á. Vớt cái hạt ra bỏ. Rồi thì bây giờ mình sẽ dùng cái tấm thớt này nè, mình để lên trên cái miệng thao luôn nha. Hoặc là các bạn lấy cái gì đó cũng kê lên cho cao cao thì mình bào dễ. Hôm nay thì mình sẽ dùng cái dao hai lưỡi này nè để mình bào nha. Rồi bây giờ bắt đầu mình để cái sợi rau muống lên vậy nè, mình bào. Nếu mà mình thích dài thì mình để cái dao xích lên trên thì mình kéo dài xuống đó như vậy đó thì mình thấy rất là nhanh luôn nè. Mình bào bằng cái cách này thì mình khỏi cần mua cái dao bào. Mình có cái dao hai lưỡi gì thì mình thấy làm nó nhanh hơn và nó tiện hơn. Rau muống này mình bào xong rồi mình để trong ngăn mát tủ lạnh, khi mà mình ăn bún gì đó mình lấy mình ăn, hoặc là mình ăn mì đó thì mình để vô cũng ngon nữa. Khi mà mình bào được một ít gì thì mình sẽ cho vô cái thao luôn nè, mình ngâm liền luôn cho đừng có bị đen á. Mình muốn cái sợi rau muống dài thì mình cứ kéo dài gì nè. Ở chỗ quê mình thì lúc này cũng vô mùa mưa lay gai rồi cho nên rau muống bắt đầu mọc rồi đó.
tại vì á mùa mưa á thì á, rau muống nó mới mọc nhiều, còn trời nắng á, thì nó bị kiểu như là nắng quá nó không có mọc được đó. Mà mùa mưa á, thì á, rau muống nó rất là non luôn. Ở ngoài cũng có được vài đám mưa rồi nè. Mình thấy có bạn á, người ta mua cái dao, cái đồ để người ta chẻ đó, thì người ta đẩy vô cái cây gì nè, cái người ta tuốt gì nè, làm cách đó thì cũng nhanh. Nhưng mà nếu mà bạn nào không có cái đồ chẻ rau muống đó thì mình làm bằng cách này thì cũng được. Cái dao hai lưỡi mà được bén bén như này nè thì mình làm rất là nhanh luôn. Đây mình đào nãy giờ cũng có ăn chút xíu gì mà cũng nhiều nè. Rau muống á, khi mà mình bào xong rồi mình ngâm gì nè, là những cái sợi rau muống á nó sẽ cong cong lên gì nè, mình rất là giòn luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ bào cho hết cái gỗ rau muống luôn. Cái dao này mình bào cũng rất là ngọt luôn. Rồi thì mình bào nãy giờ đã xong rồi nè. Mình ngâm nãy giờ ra nước rồi nè, ra nước mủ nè, rau muống thì rất là mủ luôn, cho nên nó mình phải ngâm nước chanh hoặc là nước tắc gì thì nó mới được trắng và nó giòn đó. Rồi nếu mà các bạn có cái dao nhỏ như vậy nè thì mình bào thì cái sợi rau nó càng nhỏ thì nó càng ngon ha. Nếu mà cái dao lớn quá hoặc là cái này nó dày quá thì mình bào cái sợi rau muống nó rất là bự luôn. Rồi đó, thì mình ngâm hồi nãy giờ rồi bây giờ mình vớt ra được rồi nè. Mình bào bằng cái cách này thì rất là tiện luôn, không có cần mua cái dao bào hoặc chỉ cần có cái dao hai lưỡi là mình làm được à. Làm cũng rất là nhanh luôn nè. Rồi thì mình vừa chia sẻ đến các bạn cái cách bào rau muống mà không cần mua dao hoặc là làm dao gì hết trơn, nó chỉ dùng cái dao hai lưỡi ở nhà có thôi. Thì mình đã bào xong được một gỗ rồi nè. Và rau muống khi mà bào xong thì rất là giòn và trắng ha. Cái này thì mình ăn với bún riêu hoặc là mình ăn mì hoặc là mình trộn gỏi gì thì cũng ngon hết trơn á. Mình để trong tủ lạnh đó, khi nào ăn thì mình lấy ra mình làm ha, rất là tiện luôn. Rồi thì nếu mà các bạn thích cái cách làm của mình thì bữa nào các bạn áp dụng thử nha. Rồi video mình đến đây thì cũng đã hết rồi, mình xin tạm dừng và hẹn gặp cả nhà mình video sau nha.